để cho hai bên được vậy. Giờ này với lại giờ này có trật tự không chị, trật tự đô thị họ tới nè, là họ đến họ chụp hình họ dọn hết. Đây là đường Nguyễn Thị Sắc các chị ha. Thì chúng ta mới đi xong một phần của chợ Hóc Môn các chị, ta nói chợ Hóc Môn buổi sáng sớm các chị. Hôm nay là ngày thứ hai, mọi người cũng đang đi làm, cho nên là chợ không có đông lắm các chị. Thường thì chợ sẽ đông nhất vào ngày chủ nhật các chị ạ. Đây là đường Nguyễn Thị Sắc các chị ơi. Đường Nguyễn Thị Sắc đi qua cổng chính của đi qua cổng chính của chợ đầu mối Hóc Môn. Khu này là cũng bán, họ tận dụng hai bên đường, họ bán từ tối đến từ ngày cả ngày lẫn đêm anh chị. Giờ mới đi chợ mà sao? Dọn rồi anh chị, cho nên chúng ta thấy gần như là không có xe bán ngoài đường. Trước khi nãy lúc anh đi thì cái đoạn này người bán ngoài đường rất là đông anh chị. Rác này anh chị, rác này thì họ đổ cả đêm, sáng thì ở bên môi trường đến vệ sinh của chợ sẽ dọn anh chị. Sầu riêng hoa cúc sổ 15.000 hoa liên sổ 50, hoa cúc sổ 15.000 hoa liên sổ 50. Đây là trước cổng chợ đầu mối chị nha. Mít thì có giá từ 8.000 anh chị, 8.000 đến 20.000 một ký. Đó là mít xẻ ra rồi, còn mít nguyên trái thì không biết. Mít nguyên trái có lẽ là giá sẽ rẻ hơn chút xíu vậy.
hay là trước cổng chợ anh chị ơi, chúng ta tới đây là tới chợ. Ok, chúng ta cùng đi vào chợ chút xíu luôn chị nha. Chợ giờ này còn khá đông nè. Chợ giờ này thì họ tới họ mua để họ đi bán luôn anh chị, chứ họ không mang về nhà. Thường thì họ đi đêm thì họ sẽ đem về nhà, sáng để họ bán. Còn cái chợ này như họ vô họ mua lẻ luôn. Cái đoạn này thì vô mua lẻ luôn anh chị. Tươi luôn chị. Còn ban ngày thì còn củ củ thôi. Khoa môn, củ từ, củ sắn, củ lan. Trái cây thì rau củ quả hư họ bỏ này cũng kỳ, họ bỏ này thì nhiều người họ lấy về họ bán, lấy về họ chế biến họ bán.